vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột. Theo CNN, hôm 23 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu về thỏa thuận phóng thích con tin và ngừng bắn mới đạt được với nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine, dự kiến có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11. Ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là khoảng dừng ngắn. Khi thời gian này kết thúc, giao tranh sẽ tiếp tục một cách mạnh mẽ và sẽ tạo ra áp lực giúp dẫn tới việc trả tự do cho nhiều con tin hơn. Xung đột dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 2 tháng nữa. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định nước này sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở dải Gaza cho đến khi họ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ông Netanyahu giải thích việc giải cứu toàn bộ con tin, loại bỏ Hamas và đảm bảo không còn bất kỳ sự đe dọa nào từ Gaza trong tương lai là trách nhiệm của cá nhân ông và toàn chính phủ Israel. Các nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào khu vực chính là để thực thi sứ mệnh này. Trong khi đó, quân đội Israel thừa nhận quá trình trao trả con tin sẽ rất phức tạp. Không có gì được đảm bảo cho đến khi nó thực sự diễn ra, và ngay cả trong quá trình này, các thay đổi có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 11. Ông Hagari tiết lộ, khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực, các binh sĩ IDF sẽ cắm chốt dọc theo đường ngừng bắn thiết lập ở dải Gaza. Theo thỏa thuận, đường ngừng bắn sẽ giữ chân quân đội Do Thái ở phía bắc Gaza và họ sẽ không di chuyển về phía nam, vùng đất trong 4 ngày tạm dừng giao tranh, để Hamas thả 50 con tin đầu tiên và các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận khu vực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc tập kích nào tại dải Gaza trong 4 ngày ngừng bắn, và Tel Aviv đề xuất sẽ có thêm 1 ngày ngừng bắn nếu 10 con tin được thả. Chính phủ Israel khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu chống Hamas sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Theo Al Jazeera, việc tạm ngừng giao tranh với Hamas là cần thiết và có thể đem lại lợi ích cho IDF. Lực lượng quân sự của Israel đã hoạt động hết công suất trong 6 tuần ở trên không và 3 tuần trên bộ, và họ cần thời gian để đánh giá bổ sung lại đạn dược. Một số nguồn tin giấu tên cho biết, không quân Israel đã sử dụng hơn 2.500 quả bom thông minh GDAM trong chiến dịch không kích của mình và họ chỉ còn số lượng bom dự trữ đủ dùng trong 10 ngày. Vì lẽ đó, một quãng nghỉ sẽ cho phép để Israel và đồng minh bù đắp lại phần nào số bom đạn đã sử dụng. IDF cũng hoan nghênh việc ngừng bắn tạm thời với Hamas. Các chỉ huy của lực lượng này cần thêm thời gian để tìm ra phương án hiệu quả nhất nhằm đối phó với hệ thống đường hầm ở Gaza. Dù IDF đã triển khai chó nghiệp vụ, robot và nhiều công nghệ hiện đại khác, nhưng các đường hầm của Hamas vẫn tồn tại rất nhiều nguy cơ. Mới đây, đã có 4 binh lính Israel thiệt mạng vì một thiết bị nổ được lắp sau nắp một đường hầm. Bên cạnh đó, IDF sẽ phải đánh giá lại hiệu quả các chương trình huấn luyện dựa trên bản đồ mô phỏng của thành phố Gaza City. Các chương trình này được thiết kế dựa trên các cuộc xâm nhập từ năm 2009 và 2014, đã lỗi thời và cần sửa đổi. Quân đội Israel cũng cần phân tích nguyên nhân khiến họ tổn thất quá nhiều xe tăng Merkava, một trong những chiến xa tốt nhất thế giới. Hiện nay, đã có khoảng 30 chiếc Merkava bị hỏng trong quá trình giao tranh.